Hề Mộng Dao lộ bụng bầu to tướng, netizen đào lại phát ngôn tự vã năm xưa. Gần đây, một số phương tiện truyền thông đã chụp ảnh người mẫu Hề Mộng Dao và chồng cô Hà Du Quân xuất hiện trong bệnh viện phụ sản để kiểm tra sinh thai kỳ. Hề Mộng Dao đi giày bệt, mặc đồ rộng, vóc dáng cao lớn vượt ông xã. Hiện mang thai được hơn 7 tháng nhưng sư mẫu vẫn khỏe khoắn, đi lại nhanh nhẹn, chỉ trừ phần bụng đã lộ rõ sau lớp váy. Hà Du Quân mặc quần short và áo cộc tay, anh Tháp tùng vợ tới cửa phòng khám, kiên nhẫn ngồi ngoài chờ cô, sau đó cùng nhau rời viện về nhà. Bên cạnh những lời chúc mừng, không ít anti-fan đào lại phát ngôn năm xưa của Hề Mộng Dao và mỉa mai cô là máy đẻ của nhà giàu. Cụ thể, trong một chương trình truyền hình diễn ra vào cuối tháng 12 năm ngoái, Hà Du Quân đã bày tỏ mong muốn minh sinh, sinh càng nhiều càng tốt vì cho rằng nhà nhiều con mới có nhiều phúc. Đặc biệt là mẹ anh, bà Lương An Kỳ cũng đồng ý với điều đó. Lúc này, nữ sư mẫu vẫn đang mang thai con đầu lòng mới được 5 tháng. Không ngại làm mất lòng mẹ chồng, cô thẳng thắn bày tỏ bản thân không muốn làm máy đẻ, nên ít nhất là 3 năm nữa mới sinh bé thứ hai. Chính vì vậy, việc minh sinh có bầu lần hai khi con trai mới được 1 tuổi rưỡi khiến không ít người cười nhạo cô. Họ cho rằng minh sinh đang tự vã sau phát ngôn đanh thép ngày trước. Hà Du Quân và Hề Mộng Dao yêu nhau từ năm 2017, tới 2019 thì con nhà trùm sòng bài cầu hôn sư mẫu. Họ hiện có một con trai tên Hà Quảng Sơn. Ngay sau khi cháu đích tôn đời thứ 5 chào đời, trùm sòng bạc và bà Tư đã thưởng nóng 100 triệu nhân dân tệ, khoảng 350 tỷ đồng cùng một căn biệt thự cho Hề Mộng Dao. Cô và Hà Du Quân đăng ký kết hôn vào năm 2019 nhưng chưa kịp tổ chức hôn lễ. Khi tỷ phú Hà Hồng Sơn qua đời vào giữa năm 2020, một nguồn tin tiết lộ vợ chồng Hề Mộng Dao cũng được thừa hưởng khối tài sản không nhỏ. Trước khi trở thành con dâu của một trong những dòng họ giàu có nhất châu Á, Hề Mộng Dao đang là một trong những chân dài nổi tiếng nhất Trung Quốc, thành danh tại thị trường quốc tế. Gương mặt đậm chất Á Đông cùng chiều cao nổi trội giúp sư mẫu gốc Thượng Hải thuận lợi bước chân vào giới thời trang. Cô từng sải bước trên hàng loạt sàn diễn thời trang của nhiều thương hiệu cao cấp như Alexander Wang, Balmain, Burberry, Dior, Lanvin, Louis Vuitton và là một trong những thiên thần quyến rũ của nhãn hiệu đồ lót Victoria's Secret. Sau khi kết hôn và mang thai, cô tạm dừng hoạt động trong làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Từ cuối năm 2020, cô bắt đầu quay lại làm việc bằng cách góp mặt trong một vài sự kiện và tham gia một show truyền hình thực tế mang tên Happy Trio cùng ông xã Hà Du Quân. Song người đẹp dừng hẳn công việc trình diễn thời trang quen thuộc. Hà Du Quân, chồng của Hề Mộng Dao, là người con ưu tú nhất của tỷ phú Hà Hồng Sơn và người vợ thứ tư Lương An Kỳ. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, Hà Du Quân còn có thành tích học tập ấn tượng. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mario đã được mệnh danh là thần đồng toán học. Anh từng giành giải trong cuộc thi toán học thế giới năm 11 tuổi, đoạt huy chương vàng cuộc thi Olympiad toán học thế giới 5 năm liên tiếp. Anh từng du học tại Mỹ và sau khi tốt nghiệp cao học, thiếu gia chiến ích về Trung Quốc và sáng lập công ty cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm blockchain trí tuệ nhân tạo. Trước khi kết hôn, Hà Du Quân được xem là bạch mã hoàng tử của nhiều cô gái châu Á. Anh và Hề Mộng Dao quen nhau khi tham gia một show truyền hình thực tế vào năm 2017. Dù kém Hề Mộng Dao 6 tuổi nhưng Hà Du Quân đã nhanh chóng bị đàn chị chinh phục và quyết tâm theo đuổi cô. Trong một talk show, Hề Mộng Dao thừa nhận sau khi sinh con trai không lâu, cô mắc chứng trầm cảm vì đối diện với nhiều thông tin tiêu cực trên truyền thông và bị lệch cuộc sống. Cô tâm sự, giai đoạn ấy tôi luôn thấy bất an, áp lực bởi xung quanh mình luôn là sự soi mói chỉ trích từ một số người. Những tin đồn kết hôn vì tiền, sinh con vì muốn tranh thủ tài sản từ gia đình chồng khiến tôi suy sụp. Rất may khi bên cạnh tôi có chồng và người bạn thân, chính họ giúp tôi vượt qua khủng hoảng. Cách đây không lâu, Hề Mộng Dao đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội, trong đó ghi lại cảnh ông xã Hà Du Quân đang vui đùa cùng con trai. Đây là lần đầu cô khoe trực diện gương mặt con trai. Có thể thấy cuộc sống của Hề Mộng Dao rất hạnh phúc khi được gả vào gia đình hào môn.